Chào nhà nghe, bữa nay mình đi bắt cá nhà ơi. Này cái đồng là cá nhà. Tối nay mình bắt cái đây nè, nước chảy nước dịch cả nhà ơi. Mời cả nhà theo dân mình đi bắt nha. Nhớ cả nhà nhớ xem cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ để mình có cái động lực video mới nghe cả nhà. Bữa nay mình bắt đồng dòng cát nghe cả nhà. Khi nào bắt mình sẽ quay cho cả nhà xem nghe. Ớt kêu cũng khá là nhiều cả nhà ơi. Đây con lồng tiên cả nhà, mình đi mình đạp nó luôn, nó nhảy lên đây này. Nó chạy chạy qua tay đi đạp đi dọn nó chạy không có thấy nữa mà mình đi đạp đó cả nhà. Con lồng tiên đực nghe nha, đực quá bự nha. Mặt em thu luôn đực nữa cả nhà ơi, hai con hai con cả nhà ơi, hai gì đây. Còn một hai con cặp rồi, mà mắt mình quá yếu mà xuống tiêu là cái giò cái nhà ơi. Đào thật luôn, mấy con này bị cua ngất cái cả nhà, con một cái là cả nhà hết sức bự luôn, hết sức to. Trứng rồi, xì trứng luôn, quá trời trứng luôn. Đây con cái gì ta, nằm dọc đường bờ này. Nhai quá nhai, nhai ớt 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 nhiều cái nhà này.
thấy cái heo ngầu luôn ngoài trời. Xuống nước nữa. Tay ơi dính nè, dính nè. Ngập khó thấy thì ghê luôn. Mình giật lên mới thấy nghe nha. Giật lên mới thấy nó chưa trong một gạo này. Đái luôn, đái từ lưu như phải làm chân giật lên cái nhà. Lụm nãy giờ mấy trứng rồi mà mình không quay cho cả nhà. Được đẻ, đẻ đồng chạy đồng với cả nhà. Để mình bỏ vô nghe nha. Cái này mình bỏ vô không được. Thì mình phải mở nắp được. Mọt ở cái nhà mọt chắc lát quá. Con ếch nè cái nhà nằm dưới này kêu quá kêu luôn mà nó nằm gốc gà không ở nhà ơi. Cái dịch thì khó quá. Còn một cái đực nó ngang nha. Tiền chân dịch trên cái nhà này. Cũng ếch nữa thì trời. Nhá. Nè, đầy chân dịch nữa cái nhà. Này để ghê dữ lắm cả nhà ơi. Bắt ngày nữa mình nghỉ về cái nhà
mình về còn đi lỡ lạc nữa cả nhà ơi. 3 giờ cái này mình bắt 3 giờ, 3 giờ mấy là mình về. Một con hang luôn trời. Thôi bây giờ mình lên bờ cả nhà ơi, 3 rưỡi rồi mình về nữa rồi, tranh thủ lỡi bữa nay được nhiều cả nhà. Kilo nữa được 5 trứng vịt nữa. Được 5 trứng vịt. Rồi bây giờ cũng tới đây đã ngừng đó nha. Bye nhà nha.